Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một chương trình chia sẻ, đó là khởi nghiệp kinh doanh thương mại điện tử với số vốn là 0 đồng. Thì lần đầu tiên các bạn sẽ được biết bí mật khởi nghiệp thành công với Internet với số vốn là 0 đồng như thế nào. Thì giới thiệu khóa học hôm nay, bạn là một người trẻ, bạn đang háo hức chờ đợi để bắt đầu một công việc kinh doanh, khởi nghiệp của riêng mình. Và bạn sẵn sàng mạo hiểm, ví dụ như bạn bỏ công việc hiện tại và không quan tâm tới thu nhập cá nhân trong một khoảng thời gian tới. Tuy nhiên, có một chướng ngại vật đang cản trở bạn, đó chính là bạn không có vốn. Vậy, bạn làm như thế nào với số vốn là 0 đồng? Bạn cũng có thể kinh doanh và thành công để trở thành một nhà kinh doanh trong tương lai. Một điều tưởng chừng như không thể nhưng lại hoàn toàn trở thành một ý tưởng kinh doanh táo bạo. Đến với khóa học khởi nghiệp kinh doanh thương mại điện tử với số vốn là 0 đồng, bạn sẽ trở thành một người thành công theo ý muốn của mình. Thì ngay bây giờ bạn hãy đăng ký khóa học và bạn sẽ được giảm với 40% theo cái đường link ở phía dưới. Thì ở đây, bài học này bạn sẽ được giảm ngay 40%, nhưng bạn đăng ký ở chỗ khác thì sẽ không được giảm 40%. Xin giới thiệu đến các bạn cái trang blog của mình là tên Nguyễn Trọng Hiển. Thì trang này mình sẽ đăng lên những bài, đó là giới thiệu về những các chương trình và những khóa học là được giảm giá ở đây. Nếu như các bạn cần, các bạn muốn tìm hiểu về những kiến thức chuyên sâu từ những chuyên gia, thì các bạn vui lòng các bạn vào trang tronghien.blog.com và các bạn đăng ký khóa học. Thì ở trang blog này các bạn sẽ được nhận, chính là các bạn sẽ được giảm giá khi các bạn vào trang này và các bạn đăng ký khóa học. Thì tùy theo các chương trình giảm giá từ 40-60% hoặc cao hơn nữa. Thì các bạn để ý ở trên những bài viết của em thì có những cái đường link như thế này. Thì các bạn hãy click vào. Ví dụ ở đây em sẽ viết một bài viết như thế này và các bạn sẽ vào một đường link, ví dụ như đây em để là đăng ký khóa học, thì các bạn hãy click vào đây để chuyển đến cái trang web để đăng ký khóa học. Đây là giảng viên về kinh doanh thương mại điện tử, thì các bạn đăng ký khóa học ở đây theo cái đường link này thì các bạn sẽ được giảm giá là 40%, thì các bạn chỉ còn đóng lại là 418.000. nếu như các bạn không theo đường link này thì các bạn sẽ không được giảm giá, thì các bạn sẽ đóng là 699.000. Thì nội dung khóa học là như thế nào thì em mời các bạn hãy theo dõi video này. Cáp Văn Khôi là chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, là hiện tại tôi là CEO của Lego Việt Nam. Tôi đã có 6 năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh trực tuyến và nhiều năm kinh doanh thương mại điện tử. Tôi biết rằng hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp đang loay hoay để tìm ra con đường kinh doanh online của mình, và đặc biệt là gì, họ không biết làm sao để khởi nghiệp kinh doanh online. Khóa học này tôi thiết kế dành tặng riêng cho những chủ doanh nghiệp, những chủ shop, những người muốn khởi nghiệp kinh doanh online. Trong khóa học này các bạn sẽ học được những bài học sau đây. Thứ nhất, các bạn học được cách để khởi nghiệp kinh doanh với số vốn bằng 0 đồng. Thứ hai, các bạn học được cách để tìm ra sản phẩm, những thị trường ngách để mang lại cái lợi nhuận cao nhất cho cái công việc kinh doanh của bạn. Thứ ba, các bạn học được những công cụ, những cái giải pháp để giúp các bạn khởi nghiệp kinh doanh bùng nổ. Thứ tư, các bạn sẽ học được cách làm sao để chúng ta ứng dụng những cái giải pháp công nghệ tuyệt vời vào công việc kinh doanh của mình, cách để chúng ta tìm ra những người đồng sáng lập, cách để chúng ta vận hành doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến thành công. Các bạn hãy đăng ký khóa học ngay hôm nay để nắm bắt được những bí quyết để khởi nghiệp kinh doanh với số vốn 0 đồng.
Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong phòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu như các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn cần thiết trong công việc kinh doanh của mình, thì các bạn vui lòng hãy chọn vào đây và nhấn đăng ký khóa học ở đây và đăng ký họ tên, số điện thoại, địa chỉ email và thành phố các bạn đang sinh sống. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Thân ái chào các bạn.